Sáng nay, Ban Thường vụ quận ủy Thanh Khê đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận về kế hoạch và phương án phòng chống thiên tai năm 2023, đặc biệt là giải pháp xử lý thoát nước và ngập úng trên địa bàn. Tham dự buổi họp có đại diện các sở ban ngành của thành phố cùng các đơn vị liên quan. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê đã tập trung đánh giá, nêu những bất cập trong việc xử lý thoát nước, chống ngập trên địa bàn quận và đưa ra các giải pháp khắc phục. Theo đó, hiện tại trên địa bàn quận Thanh Khê có 23 điểm ngập úng cục bộ. Quận sẽ tập trung triển khai 6 giải pháp, trong đó ưu tiên nạo vét khơi thông cống rãnh theo phân cấp và hoàn thành trong tháng 10 tới, vận động người dân khơi thông cửa thu nước trước nhà, chuẩn bị máy bơm di động để xử lý kịp thời khu vực thấp trũng, ngập úng cục bộ, thực hiện phương án thoát nước tạm đối với các công trình đang thi công theo phân cấp do quận quản lý. Ủy ban Nhân dân quận đề nghị các ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan có phương án chống ngập kịp thời, hiệu quả. Về các tỉa cây xanh phòng chống bão trên các tuyến đường và các trường học do quận quản lý, quận sẽ phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 10. Bí thư quận ủy Thanh Khê Lê Tùng Lâm chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận và Ủy ban Nhân dân các phường phải chủ động hơn trong triển khai kế hoạch và các giải pháp phòng chống thiên tai và chống ngập, tăng cường công tác phối hợp và thay đổi cách tiếp cận để phù hợp với tình hình thực tế, khẩn trương hoàn thành và công bố sớm bản đồ ngập úng trên địa bàn quận, ra soát ưu tiên xử lý kịp thời các cây xanh có nguy cơ ngã đổ cao. Quận đề nghị các ban quản lý dự án triển khai kịp thời phương án thoát nước tạm đối với các dự án, công trình đang thi công dở dang, nhất là các dự án tuyến cống khe cạn và cống liên phường. Công ty thoát nước và xử lý nước thải làm tốt công tác thoát nước, tất cả trên tinh thần chủ động, quyết liệt.